Trân trân kính thưa quý bác, quý cô chú, cùng các anh chị và các bạn. Hôm nay đã là ngày 25 tháng Chạp, Trân Trân đang tiếp tục mang những món quà Tết vô cùng ý nghĩa của quý nhà hảo tâm ở xa đến thôn Bồn Phổ, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Và bây giờ thì mấy anh em đang khạc nước cho nên dừng xe lại để uống ly nước trước khi vào phát quà cho bà con trong thôn Bồn Phổ. Như cả nhà thấy con sông nhỏ lũy tê làng, và Trân Trân kính mời quý bác quý cô chú theo Trân Trân đi vào thôn Bồn Phổ. Hello này. Hello. Dọc cái bờ kênh này á là thông qua thôn Bồn Phổ, tất cả hương đều đi ăn theo cái con này, con sông này. Và một cái con sông ở đấy cái núi ha. Tại vì sông này chủ yếu ta để dầm nước vào ruộng, ta lấy nước. Để ta có tưới. Đừng lo tưới thiếu cho con ruộng trong những đời. Chúng về mà lúa thì mới vừa lên mà năm nay thì ăn là bị túi gọc, hoa màu thì không có, cái bây giờ mới rủ mầm, bà con vất vả là phải thôi. Hầu như là không có nhiều gia đình cũng không biết mua sắm Tết là gì luôn, tại vì một số tiền mà để dành dùm cho Tết những ngày sau thì bây giờ lụt bão vào á, yêu điều hết rồi. Không có đâu. Lúa gạo cất để ra giếng hai tháng rồi, bây giờ cũng còn. Nhưng mà đợt vừa rồi thì cũng nhờ quý nhà hảo tâm ở xa là đồng hành á, gửi gạo để qua cho bà con mua lụt, cho con không thôi thì không biết nói sao cho hết, cũng khó khăn khổ cực. Cười trên đường quê. Mẹ ó mà người trai đẹp quá. Đẹp cả. Hình như là trời chật mặt rồi. Trời như chật mặt rồi. Rồi có tư em chị các bạn. Đây rồi. Rồi. Đây là chị Hương An.
hướng về mới nửa tiếng nè. Con đi quanh ra giò mà khó chứ. Dạ, thông minh quá ra chứ không? Cô ấy nắm được cô này đó. Dứt rồi mà. Rồi, vừa xe luôn. Giờ xin giới thiệu về quý bác cô chú công các anh chị, đây là anh Mãi, anh là người thổi tu và hàng tổng ở đây, người rất là thương. Vừa rồi thì trong thời gian vừa qua thì ngày nay cũng nhận được rất nhiều lời kêu gọi đến để giúp cho bà con ở cái vùng buồn phổ này. Thì vì nghe đâu là ở đây bây giờ cái mùa của các bà con ở đây về hành này nó hóa quả rồi là không sống nổi, mà cái vụ dập hạt này thì quá khó khăn, cho nên hôm nay thì huyện ngày nay mang một số quà để giúp cho các ốm mẹ nghèo khó khăn ở cả địa phương, thì đồng thời gặp được anh Mãi. Xin giới thiệu. Bà con đang ra đồng để tỉa bắp, tỉa rau, tỉa hành gì đây. Bà cậu tất cả là bà con thì vừa qua thì nói chung là tỉnh Thừa Thiên Huế và nói riêng là Phương An do ảnh hưởng cái lũ lụt liên hoàn, cho nên làm ảnh hưởng không nhỏ đến cái kinh tế là hoa màu của xã hội bà con, đặc biệt là cái cây hành lá ở ngang đó là hư sạch 100%. Hiện nay thì bà con đang phục hồi, nhưng cũng là do cái tình hình là giống nó không có, cho nên bây giờ là đất đai là đang còn bỏ hoang rất nhiều. Trong thời gian qua thì cũng là nhận được rất nhiều cái nhà hảo tâm là mạnh thường quân cũng là hỗ trợ, nhưng cũng là đó là một cái phần cho bà con đỡ một phần nào. Hiện nay thì là mùa thì cũng chuẩn bị là vào mùa, nhưng mà tình hình khó khăn nhất là cái giá cả thị trường cũng là bấp bênh, rau màu thì làm được nhưng mà giá cả quá rẻ, tôi làm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cái đời sống kinh tế, và nhất là chuẩn bị đón xuân năm Tân Sửu, bà con cũng rất là khó khăn. Hôm nay thì cũng nhận được cái sự quan tâm các nhà hảo tâm, nhà mạnh thường quân cũng về giúp đỡ cho bà con tặng quà trong cái dịp Tết Tân Sửu. Bản thân tôi là tổ trưởng tổ dân phố, cũng thay mặt bà con dân làng xin cảm ơn những cái nhà hảo tâm, những nhà mạnh thường quân đã quan tâm và giúp đỡ tạo điều kiện cho bà con chuẩn bị đón xuân mới. Xin nhớ cho tất cả các bạn. Rau màu thì rẻ, nhưng mà lúa gạo thì rất là đắt. Yeah, đắt. Một ký gạo bây giờ cũng lên 10 ký gạo như vậy là lên 20, gần 20 ngàn rồi. Thì bà con nghèo, nhất là người già, người đồ không làm ra đó, tiền từ nông nghiệp, tiền đâu mua gạo bán tế. Nhất là thì gia đình nghèo đơn già cả. Yeah. Ốm đau trong cái dịp Tết này thì cũng thật ra rất khó khăn. Yeah. Cho bà con. Vậy vậy mà tâm nguyện của em là cứ nói mang quà tới cho bà con, chưa mang tiền xong rồi. Yeah. Tới bà con cũng chưa chắc chi đã mua. Yeah, thực phẩm mà ăn Tết mấy ngày Tết cho đầm ấm, cho đầy đủ đó. Tiền vô nhà khỏi như giỏ vô nhà trọng mà mấy cũng đủ hết anh nè. Dạ. Thôi quà thôi cho bà con mừng. Yeah. Thôi. Ô. Ha. Ông nắm đến mấy rồi đi nhận quà. Có mẹ đi theo không? Theo tuổi đây 90. Uống hơn 90 cho khỏe mà chỗ. Rồi mẹ ở nhà khỏe không? Hả? Mẹ ở nhà khỏe không? Mẹ có đời lâu rồi. Có chưa ông ở với ai? Có phụ thuộc, có con, một người sống con. Dạ, một người con thôi. Một người con làm chi có cả không? Cũng là phục vụ nông nghiệp đi rồi. Dạ.
câu cái ông. Dạ. Đi ngay đi có qua thôn ấy. Qua đi. Dạ. Đó đây. Đi xếp nghe. Dạ. Dạ. Được cái tình nào chậm. Dạ. Dạ. Con cho mẹ uống mía. Hơn mua tết ông ấy sáng năm mới thì sức khỏe dồi dào hơn năm cũ nữa. Dạ, được sự quan tâm yêu thương của quý nhà hảo tâm nhiều hơn nữa ông ấy. Dạ. Thì này đứng nồi nữa. Cái chuyện của mẹ có chuyện gì qua đấy không? Cũng đau chuyện đấy. À, anh vui, anh vui. Có qua đó, có tự mê, có qua. Ừ, tổ cho ốm hả? Ốm, mê, mê mấy mươi rồi. Là lưng bảy thôi. Gần lưng bảy. À, sâu bảy, sâu bảy. Gần bảy mươi là hồi lưng bảy. Là lưng bảy, không là quả, quả thương. Thương Nam Chí có lưng trong hành, trong... Dạ, có, bác không có nổi. Bước ngay hôm nay sinh sống Thương Nam Chí. Dạ, sống dặn thêm thường tăng cường đã làm nội thì được ba ông giúp dân dạ báo cáo hai chục hai ba con giúp dân dạ dân dân con bên ngoài nhiều mẹ mẹ ăn cháo trâu ngon ghê con muối cháo mất con cho con muối đi. Đứa con chín nữa kẹp có gì? Coi bố nhá, coi bố cả bàn lộc luôn. Coi cả lộc. Có ăn cao con. Rồi thôi cho con cũng dám ăn mồ, ăn bể. Nói con già rồi á. Thôi về các bạn ăn cho ngon. Con tay mình con thấy bị tai biến rồi. Dạ. Thở ban tím hả? Bà ốm, ốm ở nhà. Đúng rồi, ốm. Dạ, ốm. Ai mẹ con? Ai mẹ con? Mẹ con có một gì biến lắm. Quá, nắng mà có bạn không có mấy cái răng. Cái chứng đi mà răng một chậm gây mà đi dạ mua đi sắm mà ra chơi xa dạ. Dạ. Mê lắm rồi phải chậm gây nữa. Dạ. Mà đang mà mẹ đi phải chống gầy à? Dạ. Ba con bây giờ là Tết nhất thì đến nơi rồi. Hôm nay là đã chiều 25. Thì ở đây là tại địa phương là làng Bồn Phổ của Hương An. Và chân chân thay mặt cho huyện ngày nay có đôi lời với bà con trước khi phát quà điện cho bà con nhận. Tôi xin quý ông bè cho con có đôi lời mẹ ông bè phát thị chiêu này hết. Trước trân kính thưa quý ông bè, quý cô bà cùng các anh chị và các bạn. Trước trân đang có mặt đây là làng Bồn Phổ, xã Hương An, huyện Hương Trà, thừa Thiên Huế. Để thay bà Lê Thị Kim Phương, cô Thủy, cô Tôn Tử Thi, chú Nam Trần, chị Lê Khanh và anh Trung Nguyệt cùng ở Mỹ gửi biểu mẹ và cô chú 40 phần quà Tết. Thì mỗi phần là gồm một bao gạo bồ câu 10 kg là 136.000, một thùng mì tôm 60.000, một gói mứt gương Huế 40.000,
một cục bánh sắp lai 37 nha. Năm lon cả hộp. À ba lon. Ba lon cả hộp 36 ngàn. Một lít dầu ăn 28 ngàn. Một lon sữa đặc 15 ngàn. Nửa ký hạt nêm 23 ngàn. Một lít nước mắm chín xu siêu tiết kiệm 12 ngàn. Như vậy mỗi phần quà thì con được nhận là 387 ngàn. Nhận cho 40 xuất quà là 35.480.000. Cộng với 40.000 tiền bao bì là 35.520.000. Cộng thêm 500.000 tiền xe vận chuyển lại qua của ba con lên đến đây là 36.020.000. Mà trong khi đó, quý nhà hàng tâm ở xa gửi qua cho ông mẹ là gồm bà Lê Thị Kim Hương ở Mỹ 2 triệu đồng, cô Thủy ở Cali 200 đô là bằng 4.700.000. Cô Tôn Nữ Thi 100 đô là bằng 2.350.000. Chú Nam Trần ở San Jose Cali Mỹ 3 triệu. Chị Lê Khanh ở Mỹ 3 triệu. Anh Trung Nguyễn ở Mỹ 1.3 triệu. Tổng cộng là 16.350.000. Thì tiền quà là đã chi 16.020.000. Là còn lại 330.000. Số tiền 330.000 trong tên chị trẻ cũng được đồ sáng được đường. Và bây giờ trong tên mời quý ông mẹ nhận quà về ăn tiệc. Mấy cái tiệc cái đầy đủ ông mẹ. Chắc cái mẹ đi nhỉ, chắc mẹ đi mẹ dành cho tặng ngay trẻ con. Xin mời quý ông mẹ và nhận qua về. Giúp đỡ cho bà con ở chợ ha. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Dạ rồi mời mấy ông mẹ nhận qua về. Dạ. Nặng quá ôm hết trên được chưa? Ôm hai lần ra được không? Rồi để đến tên bưng phụ bực giùm cho mấy ông cho đổ lên đổ xuống hết chưa. Rồi mấy mẹ đừng vô nhận quà. Dạ rồi, tôi xin mấy mẹ nhận quà. Có ai đợi đợi mẹ giúp ra giúp anh. Anh, đợi mẹ ra giúp anh. À, chú Biến ơi. Anh bưng ra cho kịp. Nhiều quá ốm mẹ ra mẹ. Rồi tôi xin mấy chị nhận quà. Dạ. Vì riêng cái vùng Bồn Phổ này thì rất nhiều các ông mẹ hoàn cảnh rất là khó khăn, rồi đau ốm bệnh tật nằm ở nhà tai biến, đi nhận không được thì nhờ các cháu trong ngoài cháu nội vậy là đi nhận rất là nhiều, cho nên là chiều nay các mẹ là cũng vắng rất là nhiều. Ba mẹ con mới rồi. Ba mẹ con mới rồi.
lần sau cứ có mình đến tiệm chứ. Phải chết đi lấy. Dạ, quả quỷ không? Dạ, chỉ là quả quỷ không? Dạ. Tôi cho ra một tay để... Con đi ra đi, nhận đi con, nhận về đi con, nhận đi, nhận đi, nhận đi. Con đi ra đi, con có cầm đi. Thưa quý cô bác anh chị, là đây là hai mẹ có hoàn cảnh đặc biệt neo đơn. Mẹ đã đi nuôi ấu có phải chủ ra tay từ về giúp cho cả nuôi ôm nào con mẹ là cũng có không ai nương tựa nhưng vất vả có qua sự tìm hiểu của bác thôn trưởng. Thì bây giờ con ưu tiên thêm một số tiền của nhà để cho ông mẹ về á, để cho mẹ về mẹ có những ngày tiền để mà chi tiêu trong những ngày tết mẹ hết để con nhà có chi mẹ. Đây là ông bà Hoàng Cối ở bên Mỹ để cho mẹ 500 thêm để mẹ về mẹ trang trải những ngày tết qua một phần còn về một phần cả nữa. Rồi ông ba Nguyễn Đinh Lân ở bên Mỹ á, cũng là nhiều thêm đây năm năm mẹ về mẹ lo thuộc tháng cho ốm á. Dạ 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 dạ. Vậy là hôm nay kênh YouTube Quế đã về tại tổ chức phố Hưng An đã trao 40 xuất quà cho bà con nghèo trong dịp Tết. Tôi cũng xin cảm ơn kênh YouTube Quế và trong đó có là chị Trân Trân là một thành viên của các tài trợ. Xin nhờ Trân Trân cảm ơn. Và Trân Trân cũng trân trọng cảm ơn quý cô chú, quý anh chị hảo tâm gửi gắm cho Trân Trân những món quà Tết để Trân Trân được mang đến trao đến tay các thôn các mẹ nghèo khổ ở vùng phố được ấm áp hơn trong những ngày Tết. Và tuy là rất là mệt nhọc nhưng mà thấy những cái niềm vui mừng nổi trên gương mặt của quý ông quý mẹ, Trân Trân thấy cũng nhẹ nhàng với bể đi bao nhiêu là mệt nhọc. Một lần nữa Trân 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 trọng cảm ơn và kính chúc đại gia đình YouTube và sự cảm tưởng.